Rồi, anh Huy chào các bạn trong buổi làm việc ngày 18 tháng 5 ngày hôm nay. 18 tháng 5, hôm nay là thứ năm nha các bạn nha. Cũng gần cuối tuần rồi các bạn. Anh Huy cũng không nhớ ngày tháng 5 đâu. Nhưng mà sáng nay anh và con anh Huy có hỏi anh Huy là hôm nay ba đi đánh cầu lông hả? Thì anh Huy mới nhớ. Cái câu lạc bộ của anh Huy chơi thì thường anh Huy sẽ đánh vào thứ năm, thứ ba với thứ năm nha các bạn. Ở sân Việt Trân Công Chúa. Có bạn nào biết sân đó không? Đường Việt Trân Công Chúa thì nó nằm ở sau lưng Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập thì thường các bạn hay đi cửa trước, nếu mà các bạn ở tỉnh hay đi tham quan thì đi cửa trước. Thôi thì anh Phi sẽ không nói về vấn đề ngày thứ nữa mà anh Phi ghi, anh Phi để đây ha. Hôm nay thì anh Phi có một đơn Lazada 676208 rất là đẹp. Ngày hôm qua có một bạn ở Thủ Đức và mua trong cái giai đoạn là cửa hàng bị cướp điện, anh Phi sẽ phải dùng cái cây đèn đẹp flash này nè, cái đèn mà để quay clip của anh Phi nè đó, anh Phi gọi để cho bạn thấy được nha. Bạn cũng có điện thoại nữa, nói chung là bạn mua rất là dễ. Rồi một đơn ở Đồng Nai, bạn đặt thêm cái con này một cái bạc đạn ha. Bạn dặn anh Phi là khỏi lấy mấy cái quà kia, chỉ lấy dây và bao tay thôi. Thay vì tặng hai dây thì anh Phi tặng chung bạn luôn một cái cục dây như thế này, tại vì nó gom mấy phần quà kia lại quy đổi ra với lại một cái bao tay ha. Anh Phi sẽ để cái này qua một bên đó. Rồi trên cái này, rồi ở đây anh Phi cũng sẽ có một cái bao tay với một cái bộ nút chơi trên đầu ngón tay trên ngang của một đơn Shopee, và một đơn nữa từ Shopee, và một đơn nữa là từ một cái chị, một chị nha, chị order qua cái trực tiếp qua Facebook. Thì anh Phi có hứa là sẽ làm cái clip vừa là để khui hàng, đóng hàng, test hàng và hướng dẫn cho các bạn ha, chia sẻ cái cách chơi. Chia sẻ cách chơi rất là quan trọng, nhưng mà cái tâm tư của khách hàng còn quan trọng hơn nữa các bạn. Tâm tư của khách hàng là gì? Anh Phi không biết các shop khác họ bán như thế nào, các cái diễn đàn khác họ bán như thế nào, rồi cái việc giao hàng ra sao. Nhưng anh Phi biết được một cái điều đơn giản rằng là khách rất là bận tâm với cái câu chuyện là có được khui test hay không. Cái việc khui test thì nó cũng dễ chứ không khó đâu các bạn, chỉ cần đánh vô dấu tích thôi, nhưng mà nó phát sinh rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như khách hàng rất là kỹ, khi khui ra coi ok, không ok trả về. Nhưng cái câu chuyện cuối cùng còn lại là khi khui ra, rồi ngoài khách hàng còn có shipper, có những người gọi là họ gọi là gì ta, họ cẩn thận, có những người cũng chẳng biết ai cho các bạn, có những người lại không cẩn thận lắm, họ sẽ gây ra mất cái này. Ngày xưa thì bị mất hai cái này khá là nhiều, gửi trả về là bị mất những cái này. Thì anh Huy không biết là vì sao, chắc tại nó nhỏ quá, pin này nhiều khi cũng mất, tháo ra rồi trong một cái tư thế lập cập, hoặc là trong một cái tư thế là đang đứng giữa đường, hoặc là bên bờ, hoặc là ở ngay cái trạm của gọi là chung cư chẳng hạn, rồi một cơn gió đi qua nó bay tứ tung. Bản thân nhiều khi người không rành thì cũng chẳng biết cái trong này cái con này nó có cái gì, cho nên cứ lụm bỏ vô là nhiều khi nó bị thiếu ha. Cho nên là sau này anh Huy chọn cái hướng này, thú thật với các bạn làm như vậy cực hơn nha các bạn nhé. Làm như vậy cực hơn cái câu chuyện là gửi hàng đi cho khách kiểm tra nhé. Thật sự ra trong 10 khách, trăm khách kiểm tra thì cũng chỉ một hai khách đụng cái một số cái vấn đề thôi. Xét trên cái yếu tố mà gọi là rủi ro thì làm cái kiểu kia phải hơn. Nhưng anh Phi thích làm cái kiểu này hơn, bởi vì ngoài cái câu chuyện kiểm hàng cho khách thì anh Phi còn chia sẻ khách cái cách chơi nữa. Chẳng hạn như cho pin ở đây, pin nút có 3 viên nè, nhưng anh Phi sẽ lấy pin mình ở đây để cho vào. Tại vì thực sự ra mà nói, nhiều khi về tới chung cư hoặc là quà tặng sinh nhật, và cái việc này khi mà nó đi về tỉnh mà mua cái viên pin này đôi khi nó khó, cho nên là anh Phi thôi anh Phi lấy thêm 3 viên pin của mình và chừa 3 viên pin này ở đây để nhiều khi về tới dưới hết pin thì khách có để thay vào nha. Mà cũng chẳng phải quà tặng quà tiết gì đâu, nó cũng chẳng qua là một cái viên pin. Nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng còn lại là mua nó sẽ khó khăn. Các bạn ra tiệm điện mua cũng được, tiệm điện gần nhà ha, đem theo cái viên pin mẫu này để gỡ được ra thì các bạn chỉ cần tháo con ốc ở chỗ này và các bạn để vô đây nè, lấy nó ra rồi vậy thôi. Mình khi lắp thì đúng đầu pin nha các bạn nhé, khi gỡ ra thì để ý cái cực pin giùm anh Phi nha, nó có đầu bằng với đầu nhô á thì chúng ta lắp đúng. Và chúng ta nhìn ở trên này nó cũng có vẽ viên pin ở trên này, nhưng mà nó vẽ cái hình viên pin trùng với lại cái màu ở đây thì các bạn nó hơi khó nhìn một chút xíu. Cái việc lắp pin vô đây thì để kiểm tra mình có lắp đúng hay không thì nó cũng dễ chứ nó không khó. Chẳng hạn như là khi các bạn nhấn một cái nút chức năng ở đây thì đèn nó sẽ sáng lên. Cái đèn này là đèn của nguồn, nó sáng để nó báo rằng là chúng ta đang sử dụng một cái chức năng nào đó. Còn cái này là cái đèn gì các bạn biết không? Cái đèn hồng ngoại á, nó giống như trong cái đèn của cái remote TV của các bạn á. Buổi tối nếu ở nhà ai có cái remote TV và có cái camera quan sát hồng ngoại được, ban đêm nó tắt hết đèn đi. Các bạn mở điện thoại các bạn xem camera ha. Xem camera chỉ về cái hướng mà các bạn chỉnh remote TV á, là các bạn sẽ thấy khi các bạn bấm remote TV nó sẽ phát ra một cái tia sáng, nó đi thẳng lên ngay mặt đọc của TV. Nó là vô hình đối với một số mắt chúng ta, nhưng mà đối với một số cái thiết bị điện quan sát được cái cổng hồng ngoại ban đêm thì nó không có vô hình đâu các bạn. Các bạn sẽ thấy nó đó nha. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ hướng dẫn các bạn sạc, nó cũng dễ dàng thôi các bạn. Anh Huy có một cái sợi dây dài thiệt là dài ở đây nè, vừa để nối dây điện của anh Huy để chiếu sáng, vừa để hướng dẫn sạc nha. Quay qua cái khu kia thì nó hơi rối lắm nè. Ổ sạc nó sẽ làm như vậy, và các bạn sẽ có một cái con cốc sạc, nó gọi là cái cốc sạc Android á, hoặc là những cái pin sạc dự phòng mà nó có cái cổng này là chúng ta sạc được. Chúng ta cắm cái sợi dây sạc vô đây. Có nhiều khách hàng hỏi là tại sao trong này nó không có cái cục này, bởi vì cái cục này bây giờ quá nhiều rồi, cho nên nó là nó không làm đi chung nữa. Cái thứ hai nữa là để nó hạn chế cái chi phí các bạn. Cắm vô nhé. Các bạn nhỏ thì nên cẩn thận ha, cẩn thận. Điện 220 nguy hiểm, cho nên người lớn nên làm cái này. Cắm vào. Đây không có đèn đâu, thấy không? Nhưng mà khi các bạn cắm vào đây nó sẽ có đèn nè. Rồi chúng ta phân tích một chút xíu. Ở phía dưới này có hai bánh xe. Nếu chạy tới thì hai bánh xe này cùng quay tới. Nếu mà chúng ta chạy khi nhìn một bên thì hai cái này nó sẽ ngược chiều nhau nha. Rồi ở đây khi chúng ta chuyển lên công tắc on để chơi nè, đèn ở đây nó sẽ chớp đỏ nè các bạn ha. Rồi chúng ta chuyển xuống công tắc off để nghỉ và sạc. Khi chơi xong thì các bạn cần 10 phút để sạc nha. 10 phút để cho pin nguội rồi mới sạc. Xin lỗi, anh Phi nói nhầm. Thì khi cắm sạc vào, cắm vào ha, đây nó có cái ổ nè. Các bạn cắm vào. Rồi, sau khi cắm vào thì đèn ở đây nó sẽ sáng lên nè các bạn thấy không?
Đó, thì thường với cái cục sạc này là cái dòng sạc của nó 2A thì nó sạc khoảng nửa tiếng là sẽ đầy thôi. Đó, còn nếu các bạn sử dụng các dòng sạc khác thì nó sẽ lâu đầy hơn. Mà các bạn hỏi anh Huy làm sao đọc được? Mắt anh Huy nó hơi tèm nhem chút xíu, nhưng mà sáng nay ánh sáng đèn anh Huy thêm thì vẫn đọc được, ở đây là 5V và 2A. Cái số đuôi này nè, nó thể hiện trên những cái con cốc sạc hàng của đúng của Samsung luôn, hàng xịn của điện thoại á, thì nó sẽ thể hiện rất là rõ và chính xác nha. Còn hàng mà các bạn mua cho nổi ngoài thị trường thì anh Huy không biết, nhiều khi nó cũng khác luôn. Hiện nay nó bán những cái máy cắt laser, những máy in laser y như thiệt luôn, các bạn còn có thiệt hay không thì anh Huy không biết nha. Rồi bây giờ thì anh Huy đứng ra, sau khi sạc xong đầy thì chúng ta sẽ chơi. Các bạn nên có một cái tư duy như thế này: khi đồ chơi về mà dùng pin sạc hoặc pin thường cũng vậy, chơi thời gian tự động nó sẽ hết pin. Nó uống mà giống như một cái ca nước, chúng ta uống thì nó sẽ hết thôi các bạn. Đó, cái vấn đề nó không có vấn đề gì mà lạ đó, thì nó hết pin thì chúng ta lắp pin. Trong này thì có một cái pin sạc thì các bạn cứ sạc chơi thôi. À, vài trăm lần thì nó mới hư, chứ không phải sạc nó hư liền. Nhưng mà đặc biệt các bạn đừng có sạc qua đêm nha. Rồi sau khi mở on, nút on lên ha. Nó có chữ on off để mở on. À, rồi, đèn ở đây nó sẽ nhá nè các bạn thấy không? Thì các bạn bấm tới nè, bấm ha. Nhớ chỉ cái này về đây nha. Ở đây nó có cái đầu nhận sóng hồng ngoại nè, bấm cái nữa nó sẽ dừng. Bấm nó sẽ chạy. À, nó chạy thì nó lúc lắc cái lưỡi nó mắc cười không? Rồi, đây, bấm cái là nó chạy không? À, khi nó chạy thì nó quéo giống như con rắn thiệt rồi đó. Rồi, bên này thì con rắn nó sẽ bò về bên trái ha. Rồi, đây thì con rắn nó bò về bên phải nha, đơn giản vậy thôi. Rồi, trong quá trình đóng hàng lại thì anh Huy sẽ lưu ý các bạn một điều như sau. Ở dưới này nó có cái nút A, B, C. Con rắn của chúng ta nó đang ở hệ A thì để ở dấu A chơi ha. Đây hệ B, C gạt qua nó không chạy đâu, nó là chữ A nha, để ở chữ A mà chơi. Một số con rắn khác nó sẽ có chữ B và một số con rắn khác nó sẽ có chữ C. Mà hiếm khi các bạn tìm được ba con rắn cùng có ba chữ khác nhau lắm, hiếm lắm nha, cực kỳ hiếm luôn. Trong những năm tháng anh Huy làm về đồ chơi này cũng 10 năm rồi, anh rất hiếm lắm. Tối đa là tìm được hai con ở hai hệ khác nhau thôi. Là các bạn hỏi anh Huy để chi, để nó chơi chung cùng một lúc đó các bạn. Tại vì con rắn này nó thuộc cái dòng sóng FM, nó không phải là sóng chống trùm, cho nên để chung với nhau nó phải có các hệ khác nhau để nó chống trùng với nhau. Rồi bây giờ thì cũng xong rồi đấy các bạn, anh Huy sẽ làm cái hộp cho nó nữa là xong nha. Và anh Huy sẽ đóng lại. Cái việc đóng này thì cũng dễ thôi, cho nên anh Huy sẽ chuyển qua clip nhanh nha các bạn nhé.